Ngày hôm nay giỗ tổ Hùng Vương á, mình đi ngang qua cái khu vực Vũng Tàu mình chơi á. Trong lúc đi ngoài đường này mình thấy có một gia đình người ta đem hai thùng chó ra người ta bán, hai lồng chó với hai lồng chó ra người ta bán. Mình thấy nó tội quá, mình đi ngang mình xem thấy có con nào ưng ý mình sẽ cứu mang nó nha. Chứ bình thường á nhiều quá thì mình mua không hết được nha. Mình chỉ mua một con hoặc hai con thôi nha. Để mình xem mấy con chó này nó đen thui rồi biết. Rồi. Hàng chó này chó mực mà không phải mực nha, nó màu đen nha, phải chó mực, nhìn rất tội nha, được nhốt trong những cái lồng nè. Đây nó cũng lớn, có chó lớn chó nhỏ, và ở đây người ta bán là có lớn có nhỏ, ai muốn mua nuôi thì muốn mua thì mua về nuôi, còn ai muốn mua thịt thì mua về thịt nha. Mình thấy rất là rồi cho nên bây giờ mình sẽ chọn một hoặc hai con mình sẽ mua, mình đem về mình nuôi nha, mình đem về mình bỏ trong rẫy cà này kia cho nó giữ cà giữ đồ cũng được. Cỡ lớn cái này thì mua về thì thả trong vườn nhà mình á, thì có rào xung quanh cũng không sợ nó đi, nhưng mà không biết nó có mến mình hay không thôi. Nên mình thấy nó thấy mình nó cũng lắc đuôi nha. Ồ mấy bữa nay mình thấy mình tiếp xúc với bất cứ một con chó nào nó cũng hay mừng mình lắm nha, giống như là nó thấy mình là chủ nó vậy. Không, mấy đứa này thì nó tội nhưng mà bọn nó rất là nhiều tiền, nếu mà mấy con này mà mua hết nhiều tiền lắm, cho nên mình chỉ mua được một hoặc hai con thôi để mình xem thử có con nào tốt không. Đây, con nhỏ con lớn đấy, mấy đứa này thì mình mua về thì mình thả vườn, còn nếu mình không mua thì có thể là người khác mua về người ta nuôi, hoặc có thể là mua về người ta thịt nha. Đấy rất là tội, nhưng mà mình thì không thấy đứa nào mình cũng yêu hết trơn. Đây mọi người thấy là đứa nào ra đấy, nó nằm đây nó le lưỡi, trời nó nóng mà, ở ngoài khí hậu bây giờ nó nóng á. Hôm nay giỗ tổ Hùng Vương nè, mình đi hàng đi ngang qua khu vực này mình thấy, cho nên mình sẽ ghé lại mình quay clip để mình đăng lên mọi người xem nha. Đây mình xem coi thử được con nào thì mình tấu con đó, còn không được con nào thì thôi nha, để coi Bác Hồ có ủng hộ mình không đã. Ngân sách nhà nước. Coi thử tiền của mình có ủng hộ không, chứ lộn nói tầm bậy không được. Sorry. Đây mọi người thấy nè, hai con nó thấy mình đứng lên rất là mừng nha, một con chó tơ và một con chó hơi lớn nha. Đây trong cái lồng inox, mấy con chó này là ở trong chủ nhà người ta đem ra người ta bán do người ta kẹt tiền hay gì đó, nhưng mà mình thấy mình không quay người ta vô nha, nhiều khi nó mất uy tín người ta đó. Cái mình giữ ra cái gì rồi, gửi giữ uy tín cho người ta đi ha. Đây mọi người thấy mình đưa tay lên không biết không quen lạ dễ liếm luôn, có lẽ hơi cũng hơi tay của mình. Ở nhà mình có bắt mấy con chó nhà mình nó nghe mùi á, nó thấy mùi của mấy con chó nhà mình cho nên nó thấy quen luôn hay gì á. Mà mình thấy rồi, nhiều khi mình đi mấy công trình á, mình mặc cái quần của mấy con chó nhà mình nó bu nó liếm liếm vô quần mình á, mà vô mấy công trình mấy con chó dữ lắm luôn, vậy mà nó cũng tới nó liếm liếm nó ngửi mình, nó không cắn nha, nó giống như đánh mùi, nó biết mùi đồng đội nó hay gì á. Đây mấy con này rất là đẹp, để mình quay sơ sơ coi. Cái lồng này nó dài quá cho nên mình quay không có rõ nha, có gì mọi người cũng thông cảm. Nhìn bọn nó rất là cưng nha. Con kia thì nó to quá, nếu mà tẩu nó về thì nó lớn quá khó dạy. Còn con nhỏ này để xem, con nhỏ này thì cũng có thể được, nhưng mà cái màu nó thì không được đẹp lắm. Đấy. Rồi qua con này. Ồ con bên này được nè. Đây, con này thấy nó ngoan nè, đó mình thấy cái màu xám này hợp với mình, chắc mình để xem nữa mình có đủ vốn không đã, mình sẽ tiện nó nha. Nếu mình tiện nó về thì mình sẽ quay một cái clip trong nay mai nha mọi người, cái để xem nay mai mình tiện con nào mình sẽ quay lên nha. Để bây giờ mình đang còn lựa chọn bọn nó vì nó nhiều đứa quá, ba bốn đứa là cho nên không biết chọn thế nào, mình sẽ nghiên cứu kỹ rồi mình mới chọn nha. Đấy, thấy nó cưng chưa, con này cưng quá nha, nhìn nó hiền từ với mình nha. Cái này chắc chọn nó quá ta, không mắc đuôi nữa hả? Thôi kiểu này chắc chọn em này quá, mà nhìn qua hai em này cũng dễ thương nữa, hai em này cũng dễ thương, nhìn nó tội nha, cái mặt nó nắng quá le lưỡi luôn, trời nóng mà. Ở đây khu vực cũng gần ngoài biển nha mọi người, đấy khí hậu gió nó tạp vào nó cũng nắng lắm luôn á, chứ không phải nó không nắng đâu nha, ai nó ở biển không nắng chứ, mà thật sự ra nó nóng lắm. Để mình giao hàng hồi nãy nhìn bốc le lưỡi luôn á, xong khi mình đi ngang mình thấy chỗ này rồi khi mình về mình quay qua ghé sang mình xem nè, nó xem mình quay lên cho mọi người xem. Đấy nhìn con này rất là dễ thương. Nhiều khi mình đi đường á mình thấy gặp mấy con chó con mèo đó bị người ta giục này kia, mình cũng hay là lụm về mình nuôi
Vừa khi về nhà mình bây giờ nó là một đống luôn á. Mấy con này thương, dễ thương, cưng quá ta. Không nỡ để nó bị thịt nha. Cỡ này chắc non quá cũng chưa thịt ngon. Rồi hai con này lớn quá không được rồi, chắc mình chọn con nhỏ kia. Nếu mình chọn con nhỏ thì nay mai mình sẽ quay cái clip mình up lên cho mọi người xem nha. Thì bây giờ mình đang duyệt sơ cái nữa là mình sẽ chọn. Trong ba đứa này mình chỉ chọn được một đứa thôi, không thể chọn hết cả ba nha. Vì ba đứa này mà hết nó nhiều tiền lắm luôn á. Ôi nhìn vào cưng, nhìn con bà bốn mắt đây cũng cưng, nhìn con lớn cũng cưng. Ôi cái lồng inox này chủ nhà mua cũng lắm tiền chứ không ít đâu nha. Đấy. Ôi nhìn bà nhỏ kia bà cưng chưa. Nhìn đi không nổi luôn mọi người. Nó nằm kìa. Biểu, 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 ngóc đầu lên coi, lên coi, làm quen cái coi. Má, đây, lưỡi, đấy, đấy, nựng hay nựng, 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 ấy làm viên, làm viên, làm viên, làm viên hả? Cưng quá hả? Thôi, chắc có thể chọn em này đi. Ngày mai mình sẽ up lên cho mọi người xem ngay. Nó còn le lưỡi làm viên của mình hả? Cưng ha, quá cưng luôn, mắt đuôi, mắt đồ nữa chứ. Con này xám mỏ đen. Không biết quen biết lạ gì hết. Cỡ này mà nuôi mà chạy ra ngoài đường chắc là xong rồi, chắc là cũng đi theo ông bà luôn quá. Nhưng mà mấy đứa này mình lớn này mình mua về mình đem về mình bỏ trong cái rẫy cà phê là xung quanh có xây có rào lưới này kia thì cũng không sợ nó chạy ra. Nhưng mà nó ở trong đó thì khâu chăm sóc thì nó hơi cực hơn chút thôi. Thôi nhìn mấy đứa này nó nắng hả mỏ luôn, nhìn cưng lắm luôn nha. Đen. Đen. Đen 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 đen, chưa đúng tên hay gì ạ? Hả? Mày tên gì không biết nữa. Không đúng tên. Thôi cái nãy mình quay mình cũng xin phép là chủ nhà mình quay chứ bình thường mình thấy mấy người kia người ta bán chó nhiều lắm mình ghé nhiều khi mình cũng không dám quay nha. Sợ trúng ba cái chó này kia bị u đầu á. Cho nên mình cũng không dám mấy, còn cái này người ta bán thật lòng cho nên mình mới dám quay nha. Còn mấy cái chó mà trong mấy cái chợ mà bán này bán kia mình nhiều khi vô mình thấy thương lắm luôn mà mình cũng không dám quay. Mình cũng không dám quay mà khi mà có tiền thì mình mới mua mà thì người ta không biết cho mình quay không biết. Nhìn nó cưng nha mọi người, quá cưng luôn nha. Nằm giống như là nó có sao nó có tạo cảm giác thấy quá mình không hiểu luôn nha. Đây, bây giờ chắc mình sơ sơ mình sẽ về thôi. Hôm nay giỗ tổ Hùng Vương mọi người, mùng 10 tháng 3 này, anh em có đi đâu chơi không, mọi người đi đâu chơi không, còn mình thì vẫn đi làm. Thôi chắc mình xin kết thúc live, mình vô mình xem có em nào đẹp mình tiễn một em nha mọi người.